chào toàn thể quý anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ. Em là Trịnh Vũ Thái Hòa, đến từ Auto 88, có địa chỉ cửa hàng tại số 5 đường Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Và hôm nay thì Auto 88 lại tiếp tục về một sản phẩm siêu lướt để gửi tới quý anh chị. Đó là chiếc Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo số tự động, sản xuất và đăng ký năm 2019. Bản này là bản facelift của anh chị nhé. Xe thì mới chỉ chạy siêu lướt 9.000 km, biển số gốc tỉnh, tên tư nhân một chủ từ đầu. Thì ngay bây giờ đây, em sẽ cùng quý anh chị đi tìm hiểu kỹ hơn về chiếc xe này. Hiện tại chiếc xe này đang được Auto 88 chào bán với một mức giá vô cùng yêu thương là 865 triệu đồng quý anh chị nhé. Và khi quý anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng, bên em vẫn thương lượng và giảm giá thêm được cho quý anh chị. Đó, Hyundai Tucson 1.6 Turbo. Cái thời điểm này thì dịch giã đang hành hoành rất là phức tạp, nên là quý anh chị có thể ngồi nhà xem YouTube hoặc là vào kết bạn với cả Facebook, Zalo của em để em có thể tư vấn nhiệt tình hơn cho quý anh chị. Đó. Chiếc xe này theo mắt em, Thái Hòa đánh giá là sơn zin lên tới khoảng 95% luôn quý anh chị nhé. Sơn zin trên xe vẫn còn rất là nhiều đó. Và cái bản mới, form mới turbo này cũng được thay đổi thiết kế hoàn toàn rồi. Ví dụ là phần đèn đòm này, đó, đèn đã thay đổi thành cái đèn hai cái thanh nan ngang, trông cũng rất là đẹp và sắc sảo hơn thế hệ cũ. Hay là mặt ca lăng, đó, mặt ca lăng là những nan ngang kết hợp cùng với cả lưới tản nhiệt dạng than tổ ong, trông ngầu hơn cái form cũ rất là nhiều luôn, đúng không ạ? Lốp láp của xe thì đây, xe 19.000 km full lịch sử bảo dưỡng trong hãng, nên thành ra là lốp của xe cũng còn cực kỳ mới luôn. Đó, sơn si của xe thì nãy giờ em có nói rồi. Đây, quý anh chị đi một vòng quanh xe nhé. Cái chỗ này, góc này thì có vẻ là hơi tối một chút, nên là mong quý anh chị thông cảm. Nhưng mà xe về thì bên em cũng có spa qua một chút rồi. Đó, chỉ sơn lại một chút phần ba đờ sốc trước và ba đờ sốc sau thôi. Đánh bóng cả xe thì xe đã long lanh lên như thế này rồi, vẫn rất là đẹp luôn quý anh chị nhé. Rất đẹp luôn. Đó, phần đèn hậu cũng được thay đổi hoàn toàn, cực kỳ đẹp. Chiếc xe này sơn zin còn tới khoảng 95%. Từng cái mép cản của anh chị này, mép cản vẫn rất là khít nhau này. Đó, cực kỳ là đẹp luôn. Xe thì được trang bị cảm biến trước sau hết. Đó, không thiếu một thứ gì cả. Và cái cảm biến của chiếc xe này thiết kế cũng rất là tinh tế quý anh chị nhé. Đây, được đặt gọn dưới này, rất tinh tế luôn. Rồi, cùng xem qua nội thất của chiếc xe một chút. Đây, em sẽ nổ máy luôn cho quý anh chị xem. Đó, xe thì mới chỉ chạy 9.000 km thôi, 9.000 km quý anh chị nhé. Và nội thất của xe đã được thay đổi rất là nhiều. Ví dụ là thiết kế màn hình, màn hình thế hệ mới thiết kế đã được thiết kế lồi lên rồi. Đó, rất giống những chiếc xe đến từ châu Âu, đúng không ạ? Không bảo thủ mãi được. Đó, phải cạnh tranh với cả những chiếc xe khác cùng phân khúc. Ví dụ màn hình này to hơn màn hình của chiếc CX-5 rất là nhiều. Và em cũng rất là thích những cái nút bấm ở đây. Đó, nó rất là tiện dụng. Rất thực dụng luôn quý anh chị, rất thực dụng luôn. Đó, xe thì được trang bị nội thất màu kem cũng rất là sang trọng quý anh chị nhé. Và gia chủ cũ đã độ thêm những cái đèn nội thất rồi. Đó, đèn ambient light, trông xe cũng rất là đẹp hơn. Đó, nội thất của xe thì vẫn rất là mới quý anh chị nhé. Vẫn rất là mới luôn. Da vẫn còn thơm mùi da hãng luôn. Đó. Và từng cái đường chỉ chạy ở cái phần ghế của xe, thiết kế cũng rất tinh tế luôn ạ. Khu vực táp ly của xe thì vẫn còn rất là rõ nét, chưa mờ một phím nào cả. Đó, gia chủ độ thêm những cái ốp chrome. Đó, phần này thì cũng được bọc da, khá là sang trọng đúng không ạ? Cơ bản là nội thất màu kem thì xe sẽ được rất là sáng luôn. Đó. Vô lăng của xe thì vẫn còn nguyên phấn của nhà sản xuất. Đây, nguyên phấn của nhà sản xuất luôn quý anh chị nhé. Nguyên phấn của nhà sản xuất luôn, vô lăng của chiếc xe rất mới. Hay là khu vực cần số cũng vậy. Đó, khu vực cần số cũng vậy, cũng rất là mới luôn này. Phanh tay điện tử này, ba chế độ lái này, auto hold này, cảm biến quanh xe này, hay là hỗ trợ đổ đèo. Ở đây thì xe còn được trang bị cả sạc không dây luôn quý anh chị nhé. Rồi là điều hòa hai vùng độc lập, điều hòa tự động. Đó. Trên này thì xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, cũng là một tính năng rất là xịn sò cho anh em giới trẻ sử dụng, đúng không ạ? Hàng ghế sau của chiếc Hyundai Tucson là một ưu điểm, là một ưu điểm rất là lớn so với những chiếc xe crossover cùng phân khúc. Ví dụ như là xe là được trang bị cửa gió điều hòa phía sau này, rồi là hàng ghế sau của chiếc xe cũng rất là rộng rãi. Đó, một điểm em rất là thích nữa là nội thất da của chiếc Hyundai Tucson này ý, da này rất là khó nhăn. Ví dụ như da của Mazda thôi, chạy hơn một vạn thôi là đã biết mặt nhau ngay rồi. Đó, thì chiếc xe này nội thất của nó vẫn rất là bền quý anh chị nhé.
Cốp xe thì được trang bị cốp điện. Đó, cũng là một tính năng cực kỳ xịn sò. Rồi, em sẽ quay qua keo chỉ của xe một chút. Mặc dù là xe về bên em đã kiểm tra rất là kỹ rồi. Quý anh chị mua xe có thể đem ra hãng hay đem ra gara check thoải mái. Đó, bên em lúc nào cũng nhiệt tình luôn. Đây, ở đây thì có mình em nên thành ra là em đang phải giữ tay như thế này. Đây, ốc capo vẫn đang còn zin luôn quý anh chị nhá, ốc capo vẫn đang còn zin luôn, máy móc tất cả đều nguyên bản. Đó, ốc chân máy đây. Đó, tất cả vẫn đều zin luôn quý anh chị nhá, khung sơn sắt xi của chiếc xe đây. Đây, kể cả cái lớp keo lòi da nguyên bản của nhà sản xuất, tất cả vẫn phải đều còn nguyên quý anh chị nhá. Đó, em chỉ quay qua một chút thôi. Còn tất nhiên là về xe bên em đã kiểm tra rất là kỹ thì bên em mới dám cam kết cho quý anh chị. Thì hiện tại chiếc Hyundai Tucson phiên bản 1.6 turbo sản xuất và đăng ký năm 2019 bản Philip, chạy siêu lướt 9.000 km biển số gốc tỉnh, đang được Auto 88 chào bán với giá là 865 triệu đồng. Giá trên khi quý anh chị đến trực tiếp tại cửa hàng vẫn thương lượng và giảm giá được cho quý anh chị. Quý anh chị, chiếc xe này thì vẫn được bên em hỗ trợ trả góp ngân hàng lên tới 70% giá trị xe trong vòng 5 năm quý anh chị nhé. Quý anh chị mua xe có thể liên hệ qua số điện thoại trên màn hình 0961408888 hoặc là qua Facebook chính chủ cửa hàng là em, Trịnh Vũ Thái Hòa. Rất là cảm ơn quý anh chị đã xem hết video và chúc anh chị có một ngày làm việc thật là hiệu quả và tràn đầy niềm vui.